Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ các bạn ba trận đấu hay của kỳ tại vị Phí Mạnh Cường. Trận đầu tiên, Phí Mạnh Cường cầm đỏ đi tiên gặp Trang Hoàng Minh của Philippines cầm đen thủ hậu. Trận đánh diễn ra năm 2018. Mời bạn thưởng thức.将军，将军。
将军。将军。Trên đây thì trận hoàng minh của Philippines đã buông cờ nhận thua, mà bạn xem tiếp trận thứ hai. Trên đây thì trang hoàng minh của Philippines cảm thấy kém quân kém thế nên đã buông cờ nhận thua sớm, mà bạn xem tiếp trận thứ hai. Trận thứ hai thì phía Mạnh Cường cầm đen đấu hậu gặp Triệu Dịch Phàm của Trung Quốc cầm đỏ đi tiên, mà bạn thưởng thức.
将军。将军。将军。将军。Trên đây thì Triệu Dịch Phàm đã buông cờ nhận thua. Mà bạn xem trận tiếp theo. Trận tiếp theo này thì phía Mạnh Cường gặp Mau Hải Cần của Hoa Kỳ. Trận đấu này diễn ra năm 2014. Mau Hải Cần thì cầm đỏ đi tiên, còn phía Mạnh Cường cầm đen đấu hậu. Mời bạn thưởng thức.将军。将军。
将军。将军。Trên đây thì mau hỏa cạn, quân bị hóa sạch, không còn quân chủ lực để đi nên đã buông cờ nhận thua. Và video của mình cũng xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông. Mình sẽ tìm video hay nhất và mới nhất để phục vụ các bạn. Xin cảm ơn các bạn, xin chào các bạn ở đây và hẹn các bạn ở video sau.